Kính chào quý vị và các bạn. Trang truyền hình thành phố Đồng Hới hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn thành phố, có phóng sự học bơi giúp trẻ an toàn trong kỳ nghỉ hè. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng ủy phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới vừa tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và tuyên dương 22 tập thể cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 2 năm qua, Đảng ủy phường Đồng Mỹ đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 như phát động cuộc thi viết nhật ký cá nhân về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai mô hình gần dân sát dân, xây dựng 44 mô hình làm theo Bác trên các lĩnh vực. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy phường Đồng Mỹ luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên. Đồng thời, tiến hành song song với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Hội nghị đã giới thiệu những điểm mới của luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, nghị định 162 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành, các thông tư quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ liên quan đến việc thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo, thông tin tình hình tín ngưỡng tôn giáo trong thời gian gần đây. Luật tín ngưỡng tôn giáo được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, gồm chỉnh chương 68 điều quy định về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo, quản lý nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Việc nắm bắt các nội dung của luật góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với tín ngưỡng tôn giáo và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Vừa qua, Ban Quản lý Dự án Quản lý Thiên tai VKB5 tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban Nhân dân phường Phú Hải tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tình huống giả định được đưa ra là bão số 10 với cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12 đổ bộ vào Quảng Bình, ảnh hưởng trực tiếp đến phường Phú Hải. Bão đổ bộ kèm theo mưa lớn, mực nước sông Nhật Lệ vượt mức báo động 3, nước sông lên nhanh kết hợp với việc xả lũ hồ Phú Vinh sẽ gây nguy cơ ngập lụt trên diện rộng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Phú Hải đã triển khai ngay phương án ứng phó với 5 tình huống cụ thể, gồm tổ chức họp khẩn chỉ đạo các phương án ứng phó với thiên tai, bố trí lực lượng trang chống nhà cửa, sơ cứu người bị thương, sơ tán dân, họp khắc phục hậu quả sau mưa bão. Cuộc diễn tập nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong việc ứng phó với bão lớn, đồng thời làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh phương án phòng chống thiên tai của địa phương phù hợp với tình hình thực tế, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, mặc dù các vụ tai nạn đuối nước ở lứa tuổi học sinh trên địa bàn thành phố có giảm, nhưng vấn đề tai nạn đuối nước ở trẻ em vẫn luôn là nỗi lo đối với các bậc phụ huynh và toàn xã hội. Để khắc phục tình trạng này, vấn đề học bơi, dạy bơi được đẩy mạnh, thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn thành phố tham gia. Học bơi, ngoài tạo kỹ năng sống cho trẻ em, còn giúp trẻ có thể tự bảo vệ được mình trong một số trường hợp ở môi trường nước. Có mặt tại một tiết học bơi của học sinh trường tiểu học Chu Văn An, mới thấy được sự quan tâm của các bậc phụ huynh đối với con em mình như thế nào. Bể bơi có diện tích khoảng 200 m² với 5 làn bơi đủ để phục vụ một lúc 50 học sinh. Các em được các thầy giáo hướng dẫn những động tác bơi cơ bản và thực hành một số tình huống gia đình để cứu người bị đuối nước. Vào là 8 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu là tổ chức dạy học và đến 10:30. Và chúng tôi mỗi lớp là chúng tôi có 2 giáo viên để theo dạy các em. Và các em học rất là hào hứng và nhiệt tình. Ngoài ra thì chúng tôi còn tổ chức các em về các kỹ năng như là về phòng chống đuối nước. Rồi là các em hiểu được khi gặp người bị đuối nước thì phải xử lý như thế nào. Tại trường tiểu học Đồng Phú, từ năm học 2014-2015,
trường được dự án bơi an toàn cho trẻ em Swim for Life thuộc tổ chức nhân đạo Golden West hỗ trợ một bể bơi di động đạt chuẩn quốc tế về an toàn vệ sinh để dạy bơi cho học sinh. Đây là một trong hai trường tiểu học ở tỉnh được hỗ trợ từ dự án bơi an toàn. Trước thực trạng trẻ em trong cả nước bị tai nạn đuối nước ngày càng gia tăng, trường tiểu học Đồng Phú đã triển khai ngay hoạt động giáo dục kỹ năng an toàn dưới nước cho học sinh và tổ chức dạy bơi cho học sinh lớp 5 trong tiết thể dục từ tròn chính khóa. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức dạy bơi cho các em học sinh các trường trên địa bàn. Trong 3 năm học qua, hơn 2.000 học sinh trong độ tuổi từ tiểu học đến trung học cơ sở ở Đồng Hới đã hoàn thành khóa học bơi an toàn và phòng chống đuối nước tại bể bơi của trường. Song song với hoạt động dạy bơi, trường tiểu học Đồng Phú và dự án bơi an toàn Swim for Life phối hợp tuyên truyền về bơi an toàn cho cán bộ, giáo viên toàn trường. Đồng thời, tổ chức hội thi vẽ tranh ngoài khóa về phòng chống tai nạn đuối nước thi bơi an toàn. Hai này thì nhà trường tiếp tục có kế hoạch để là tiếp tục tổ chức cho các em trong nhà trường và các trường bạn trong thành phố đến đăng ký học bơi. Và với số lượng đông như vậy cho nên là nhà trường đã sắp xếp cho các em học bơi từ 6 giờ sáng đến 10 giờ 30 và buổi chiều là từ 1 giờ 30 đến 6 giờ 30 và thậm chí có những tháng cao điểm thì có một số phụ huynh đăng ký học thêm ngoài giờ. Chính từ cái thực tế đó cho nên nhà trường mong muốn rằng là trên địa bàn thành phố này có thêm nhiều bể bơi nữa để tất cả các học sinh của các trường tiểu học đều được học bơi an toàn dưới nước. Hiện nay trên địa bàn thành phố Đồng Hới số trường học có bể bơi rất ít. Trong lúc đó nhu cầu học bơi của trẻ em là rất cao, cũng như mong muốn của nhiều bậc phụ huynh cho con cháu có thêm kỹ năng sống. Nắm bắt nhu cầu đó, những năm gần đây nhiều tổ chức cá nhân đã xây dựng hoặc lắp đặt các bể bơi. Từ đây trẻ em ngoài học kỹ năng sống an toàn còn có môi trường rèn luyện sức khỏe trong dịp nghỉ hè. Cơ sở của chúng tôi là có gồm có 3 bể bơi dành cho các lứa tuổi. Trong quá trình tổ chức bơi và trò chơi cho các cháu thì chúng tôi luôn cử đội ngũ huấn luyện viên, giáo viên để giám sát cho các cháu, tổ chức cho các cháu chơi được an toàn. Về nguồn nước thì chúng tôi sử dụng nguồn nước máy và đảm bảo thì vệ sinh thông qua cái hệ thống lọc tuần hoàn. Tại các bể bơi trên địa bàn thành phố Đồng Hới trong những ngày này, thấy rất đông các em học sinh đến bơi và học bơi. Lúc đầu thì cháu thấy sợ, nhưng học bơi một thời gian dài thì cháu bắt đầu quen dần và thấy thích. Thầy giáo đã dạy cho chúng cháu cách thở dưới nước và các động tác khác nhau. Ngoài ra thầy còn dạy chúng cháu cách cứu người đuối nước. Cháu rất thích môn bơi, vì vậy lúc 6 tuổi cháu đã đi học bơi ở trường tiểu học Đồng Phú. Học bơi giúp cháu mạnh dạn hơn, tự tin. Và dịp hè này cháu có thể đi bơi cùng gia đình. Lúc đầu cháu tưởng là học bơi rất là khó, nhưng được các thầy chỉ bảo nên sau một năm cháu đã bơi được thành thạo. Cháu biết bơi từ hồi lớp 4, chứ cháu đã 11 tuổi. Học bơi giúp cháu tăng chiều cao và khỏe khoắn để học tập và phòng tránh đuối nước. Nhằm nâng cao sự an toàn của trẻ em trong môi trường nước, trong những ngày cuối tháng năm này, dự án bơi an toàn Swim for Life phối hợp với thành đoàn Đồng Hới tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em. Lớp tập huấn đã trang bị cho các em học sinh những kiến thức về an toàn dưới nước, kỹ năng cứu hộ và kỹ thuật sơ cấp cứu cho người bị đuối nước, thực hành một số tình huống giả định về cứu người bị đuối nước tại bể bơi tổng hợp của tỉnh. Để tránh những rủi ro do tai nạn đuối nước đối với trẻ em, đặc biệt là vào dịp nghỉ hè, ngoài sự nỗ lực của các nhà trường, địa phương, còn cần sự phối hợp của các tổ chức như đoàn, hội, đội trong việc tổ chức sinh hoạt hè cho các em. Trong đó, việc mở các lớp học bơi cần được nhân rộng và duy trì thường xuyên. Để đảm bảo an toàn cho con em, song song với việc cho các em tham gia học bơi, các bậc phụ huynh cần nhắc nhở con em về sự nguy hiểm khi đi bơi hoặc tham gia các hoạt động vui chơi dưới nước mà không có người lớn đi kèm. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ khi chơi đùa ven sông, hồ, suối và biển sẽ dẫn tới tai nạn thương tâm bất cứ lúc nào,
gây ra nhiều nỗi đau cho gia đình, nhà trường và xã hội. Trang truyền hình thành phố Đồng Hới đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.